Không có. Ở đây là à. Trời ơi, để mà đem cái này là vòng vòng đây là chị đem gom rồi lại cho ảnh hả? À. Mình cũng không có nhà cửa rồi luôn. Là mình ở trong nghĩa địa này là lâu chưa? 4 năm. 4 năm rồi hả? Rồi cái chân của anh là bị sao ạ? Xe tông. Xe tông. Rồi xe ăn đá nó tông. Chứ không ở nhà trọ, chứ còn giấy tờ là ở nhà trọ. Anh từ lúc cũng mất giấy tờ rồi, không nhớ rồi. À, là hai hộp em thấy là cứ sáng cứ chiều luôn á hả? À, trưa sáng mai không ăn mì. Dạ. Sáng mai cũng luôn luôn không có rảnh, không nấu mì mà. Dạ. Dạ. Vì bánh canh thì ăn còn nguyên không? Bánh canh ăn hết rồi. Ừ. Cá không ăn vậy. Sĩ đây ta kêu là nên lên cho rẫy. Dạ. Mà đâu có tiền đâu. Lúc trước là chưa có bị tai nạn gì, đi lượm dây chai là ngày nào xài hết ngày nấy. Trời ơi. Không có gì riêng của em. Việc chị kiên là sao? Hả? Là sao? Thay vì anh dành dụm tiền ở trong nhà. Ừ. Dành dụm tiền ở trong nhà băng. Thì em lấy tiền đó em mua vật trong phóng xanh. Là sao? À. Là anh mua cá chim rồi phóng xanh đó hả? Đúng vậy. Là làm có nhiều tiền? Là em, như là em làm được trăm mấy thì ngày ăn của em thì có vài chục à. Nhưng còn lại năm chục, còn lại vài chục đó thì hả mua. Ừ, thì mua chim, mua vật đâu không xanh. Là ngày nào anh cũng mua hả sao? Thì cái đó mình cũng đi dành, mà mình để dành công đức. À. Phật ngồi tọa giữa sen đài, thấy chừng gian khổ lệ tuôn thành dòng. Thấy nghiệp kia đã sắp đầy, quả khổ sẽ đến một ngày không xa. Long An xuất hiện chàng trai, không cha mẹ, hàng ngày đi nhặt dây chai kiếm sống, sống trong nghĩa địa. Ngày thường thì kiếm được trăm mấy hai trăm ngàn. Để dành ăn uống và dành được một số tiền để khi kha khá thì anh ta sẽ mua cá hoặc là ếch chim gì phóng sanh. Nhưng chẳng may vào một cái đêm tối anh ta đi nhặt dây chai bị xe tông gãy giò, phải nằm không ai chăm sóc. Thì hôm nay á là có được cái cơ duyên mình tới đây để quay chia sẻ cho quý vị cùng xem. Và đặc biệt á, là cái khu mộ á, là anh nở á, đều ngập nước, nước ngập rất là cao, đi vào rất là khó khăn, lội vào nó rất là ngứa ngáy. Anh trai đó là gốc người đây hả chị? Không biết là ốc nào thôi, thì ông nói ông có ốc thai mà không biết ốc thai rồi. Nghe nói ông là anh đó là người dân tộc hả chị? Có vợ con gì không chị? Không, mình thì đứng ngồi. Đi lượm dây chai rồi bị che tông gãy chân. Ông ở đây là mấy năm nay rồi, không có nhà cửa gì hết, ở bãi mộ đây lâu rồi. Ở đây mấy năm nay rồi. Thôi đừng có quay tôi. Đó là... Dạ không á, tôi em quay để biết cái người này sao thôi. À, là cái con đường này chẳng đi vô ha. Không có dẫn vô đâu, thôi đi đến cổng mấy anh dùng đất vàng này, còn cái ông ở đây. Dạ. Lội vô sâu không chị? Không, chừng mười mấy anh ấy. Là hết cái vách tường này đi vô rộng mấy 20 mét. À, nó ngập nước giống vậy luôn. Ừ. Ngập nữa, ngập hơn nữa chứ còn thế này là tốt. Cái đường của nó này còn trong nó còn sâu nữa. Giờ bây giờ nằm nhờ chỗ vậy là ai là bơm nước ra cho. Bây giờ thì nói chung ông chú vậy em đi được rồi. À. Cháu lại đi học học được rồi ha. Dạ. Hôm bữa thì nó mới về tầm người này cho cái vậy chống là tổng đi rồi đi đây. Đi đi thật lại. Thấy hình như cũng còn trẻ hơn chứ. Bạn mấy 40 ha. Sống ở trong đó là giờ là không có điện gì hết hả chị? Ủa anh này không có nhà sao mà phải vô nương? Dạ. Đi đi. Em cảm ơn chị ha. Dạ. Có gì đâu nè. Đây thì là mấy anh em sẽ là tới đây thăm cái nam thanh niên này nha cả nhà. Như người dân ở đây chia sẻ là cái nam thanh niên này là đi lượm dây chai rồi bị xe tông á, anh biết chứ, xe tông gãy chân rồi không có nhà cửa gì hết. Ở trong mấy cái khu nghĩa thì phải giống vậy này, mấy khu nhà giống vậy, mấy khu vực của nam thanh niên ở là coi như ngập nước giống vậy đây. Nước ở đây á là dạng kiểu như nó bì á, bì nó không có thoát nước được á, thì giờ ngập nè. Có đẻ không? Không đâu có đẻ em. Ở đây là có giúp vậy xem là nước ngập nè. Dạ thì mình được người em á giới thiệu cái hoàn cảnh của anh trai này.
là nghe nói là người dân tộc, mà không biết gia đình sao không có nhà cửa ở đó, giờ ở nương nhờ trong cái nhà mộ mà nước ngập vậy là có chứ gì. Vậy ở trên bờ đó vậy một chút nữa mình lội ướt không ta, một chút mình lội ướt không đây? Ở đây như là đi nãy chỉ vô đây phải không? Trời ơi, ở như vậy đây có giống gì xem mà. Đây giờ mấy anh em đi lên sáng giờ trời mưa, giờ anh em mới đi vô được cái chuyện gì đó như vậy, trong cái khu mộ đó vậy. Nhưng mà trong cái khu mộ đó coi chuyện gì. Trong đây nè. Giờ nước này thì ngập mênh mông rồi đó. Cổng được em giống ngồi không? Rồi. Giờ đi hai anh em đi, em với lần giàu giờ đi vô đây coi chú gì. Giờ được cái người em chia sẻ. Được người em chia sẻ thì giờ hai anh em đi vô trong cổng quay cái hoàn cảnh. Dạ. Dạ. Trước là bên đây. Dạ. Rồi mưa tạt quá rồi bây giờ là qua bên đây. Bên đây là ngay chỗ cái khu nhà mồ đó là có mấy con là che lên không? Dạ. Dạ. Ở bên đây là mưa tạt ở không được hả chị ha? Dạ dạ. Chị đi vô cho tụi em chơi. Không biết đường đi. Này nước ở đây là bị sao mà ngập dữ vậy chị? Không cống thoát nước gì. À không cống thoát nước. Không có ông cống thoát nước đâu, ở đây gì đấy, nước bao nhiêu cái chứ. Không có. Ở đây là cả bãi này. À trời ơi, để mà đem cái này là vòng vòng đây là chị đem cơm rồi lại cho anh hả? À đó, để đi vô cái chỗ nam thanh niên ở trong nhà không cửa, ở trong cái khu nhà mồ này là cái chú chị lội là nước ngập, nước này thì nó đen ngòm mà ngứa dữ lắm. Mình không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh này cô chú chị. Ở cái chỗ như thế này mà có người ở. Rồi. Trời ơi, trong đây nó ngập lên láng hết luôn. Không thể nào tưởng tượng nổi của chú gì. Ở trong khu ngộ giờ nó rất ngập luôn rồi cô chú chị. Dạ. Ở trong đây nước nó cũng ngập rác luôn rồi, giờ chỉ có hình trên đây à. Chuyện với người ta này. Đây là cái chỗ ở của chào em trai.
Đây là cái khu vực của anh trai ở thành phố chị. Là mấy bữa nay là nhờ có mấy chị thầy chớ để giúp cho ai mà nội ta giờ cũng như làm gì đỡ hết chị. Trời giờ thấy ở trên khu mộ là thấy khổ quá trời, nước không à. Vệ sinh quả của ảnh này làm sao ta? Không biết mấy ngày nay tắm đâu. Chào anh trai. Anh tên gì vậy anh? Mình tên Thắng. Anh Thắng ha? Dạ. Anh Thắng hôm nay nhiêu tuổi rồi? 39. 39 tuổi là quê mình ở đâu anh? Trong em không có quê. Không có quê hả? Thì cũng không có nhà cửa vậy luôn. Rồi mình ở trong nghĩa địa này là lâu chưa? 4 năm. 4 năm rồi hả? Rồi cái chân của anh là bị sao hả? Xe tông. Xe tông. Rồi xe ông đã ăn nó tông. Rồi anh hằng ngày đã làm cái công việc gì? Đó. Hằng ngày đã làm cái công việc gì? Đi làm như trái. Vậy là cái chân của anh là bị xe tông, là trên cái con đường đi lượm da chai rồi bị xe tông. Rồi người ta có đền tiền thuốc men gì mình không? Không hả? Nó đụng xỉu rồi, người ta đi tìm. Người dân người ta thấy vậy, người ta kêu vậy rồi, người ta chở đi công việc. Anh dắt cái bít vô cái áo dùm em. Kẹp á, anh kẹp, bóp vô, kẹp vô. Mình có gia đình không? Có cha mẹ anh em gì không? Không biết luôn hả? Mình là gốc ở Long An này luôn hay là ở đâu anh? Tới xứ. Là ở đâu? Tới xứ nhiều chỗ, ở đây có vợ. Là cái quê quán của mình á là ở đâu? Cái gốc của mình á? Sinh ở dưới Kiên Giang mà không phải gốc đó. Sinh ở dưới Kiên Giang mà không phải gốc đó. Giờ là mình ở đâu anh không biết luôn hả? Có biết, biết quê thôi. Biết quê. Quê bà già thì ở Huế. Còn quê ông già thì tới ở bên Campuchia. Ở Hà Nguyên. Ngày là mình không ở chung với gia đình là lâu chưa? Dạ. Mình không ở chung với gia đình là lâu chưa? Em mất lâu rồi. Cha mẹ là mất hết rồi hả? Không có anh chị em gì hết hả anh? Dạ không. Hàng ngày đi lượm như chai là không có chỗ ở ổn định, là ở trong những cái ngôi nhà mồ giống vậy thôi. Là 4 năm rồi. Là anh bị xe tông gãy cái chân này là lâu chưa? Cũng được. Ở đây cũng được tháng mấy. Tháng mấy? Tại bữa 18 tây. Dạ. 18 tây tây rồi. Rồi mấy nay rồi mình không có đi lượm dây chai, rồi cái chân mình bị vậy, rồi tiền đâu mà mình sinh hoạt? Tiền ở đâu rồi sao? Những người vòng vòng này cho những người hàng xóm này, người ta thấy cái hoàn cảnh là vậy, người ta cho gạo và cho đồ ăn vậy ha? Người ta góp vô người vài chục ngàn vậy đó. Rồi cái lúc mà bị xe tông vậy là có người ta có đền tiền không? Không. Để chi phí đâu mà anh đi bệnh viện? Người dân người ta chở đi bệnh viện. Là người dân ta thấy anh bị tai nạn rồi vậy, rồi người ta chở đi. Rồi lên trên bệnh viện là tiền đâu mà văn bó vậy? Trên bệnh viện mấy người ta quyên góp. Quyên góp. Mấy người bệnh á. Quyên góp ở trên bệnh viện. Người bệnh vòng vòng, nằm vòng. Tối là anh ngủ giữa hai cái ngôi mộ vậy đây. Là anh ở vậy là người ta cho anh ở hả? Chủ ở đâu, ở trên Sài Gòn cơ chân. Người ta vẫn biết mình ở đây ha, nhưng mà người ta thấy cái hoàn cảnh ở chân dài năm người ta xuống, người ta thăm mộ có một lần. Những cái cuốn tập đó là gì mà nhiều quá vậy anh? Dạ, kinh hả? Ủa kinh mà sao nó trong cái cuốn tập giống như tập của học sinh học vậy, sao lạ vậy? Anh chép ra, tự anh suy nghĩ rồi tự anh chép ra hả? Rồi anh cho em cũng mượn được không? Em mượn thôi được không? Một cuốn thôi. Một cuốn thôi. Ở đây là em thấy anh cũng có tu ha, thấy có tràng hạt rồi, là tràng sâu chuỗi rồi. Cuốn
cuốn này là mấy cuốn này cuốn viết. Ý nghĩa của mỗi cuốn là khác nhau hả? Dạ khác. Tự anh suy nghĩ là tự anh viết ra luôn. Mấy cái này là pháp, còn cái này là kinh. Sao các em mượn anh viết cái gì? Loại pháp, loại kinh. Viết theo cái kiểu kinh thì nó giống như là theo chuyện. Viết theo pháp thì nó giống như theo dòng. Viết gì rồi em sao đọc, đọc em đọc không ra luôn. Rồi mình không có tìm về gia đình mình ha anh trai. Góc đâu mà tìm? Chờ không biết góc luôn. Anh em nhờ bao nhiêu người biết không? Không biết luôn. Từ khi mình thất lạc cha mẹ anh em bao nhiêu năm rồi? Nên có mình ơi, mình ơn em à. Có mình ơn à. Rồi cha mẹ mất rồi giờ là đi tha phương tứ xứ vậy đó. Rồi lúc trước anh sống ở đâu? Chứ em sống ở Sài Gòn nhiều chỗ lắm. Sài Gòn, Đồng Nai, Sóc Trăng. Rồi lúc đó, lúc đó là mình sinh sống những cái tỉnh đó là mình làm cái công việc gì? Em đi làm đủ thứ, làm hồ, làm sắt, làm gì. Ai muốn gì làm đấy ha. Muốn gì ơi, đủ thứ nè. Em thấy mấy cái nghề đó làm cũng lương cũng ổn mà sao anh đi lượm da chai? Dạ. Em thấy cái nghề đó làm lương cũng ổn mà sao anh đi lượm da chai? Em thấy không hợp với em nữa rồi. Không hợp à. Rồi lúc trước mình ở đâu? Ở có ở nhà trọ không hay là ở đâu ha? Ở cũng ở nghĩa địa gì? Chứ không ở nhà trọ luôn, chứ còn giấy tờ thì ở nhà trọ. Anh từ lúc cũng mất giấy tờ rồi không ở. À, lúc trước có giấy tờ là ở nhà trọ người ta mới cho ở. Rồi cái thời gian sau này là mất giấy tờ. Rồi em mất giấy tờ 4 năm. Em mới ở ngoài gì. Chuyện ở như thế này giờ em thấy là giờ đây nước nè. Nước nó hết ráo này giờ anh sinh hoạt làm sao? Dạ. Nước đây giờ. Ở vòng vòng trên hai cái hộ rồi thôi. Rồi ăn uống là bà con đây giờ thương là có anh kia anh nấu và anh đem vô cho. À ngày nào cũng vậy hết hả? Đồng ngày nó giờ ngày ăn mấy cử? Dạ. Ngày. Ngày đôi khi ăn hai cử, đôi khi ăn một cử. À. Tùy theo. Là anh kia đem vô giờ nào cho là ăn gì đấy. Chứ đây giờ cái giò gì cũng đâu nấu nướng gì được, anh thấy đây cũng có bếp rồi nè. Mì gói. Đây đâu giống tròn nữa. Cái chân của anh là khoảng bao lâu nữa mới cắt bột? Là nó có cái phim lúc trước chụp mà nó mới kéo xương rồi bây giờ nó phải liền xương rồi mới cắt chỉ được. Giờ là còn hơi lâu rồi nha. Mới bị một tháng hả? Hồi nãy anh nói là mới bị một tháng. Là nó gãy thì sao anh? Nó gãy lìa luôn á hả? Nó gãy lìa rồi người ta kéo rồi. Cái người thanh niên mới đi chụp cũng cỡ mười mấy bữa giờ người đụng anh nó bỏ chạy luôn giờ dân người ta thấy là mới đưa đi nó bị xéo rồi nó bị lạc loan bên á. Trời hôm nay có đi khám lại chưa, ta khách đi sao tái khám chưa? Chưa, hôm nay mưa ngập quá không có đi. Giờ tới ngày đi tái khám chưa? Dạ. Tới ngày đi tái khám chưa? Giờ rồi anh ở mình thì anh đi tái khám mà ai chở anh đi? Nhờ có anh đó anh cũng chở đi. À có anh đó anh cũng chở anh đi. Cái anh đó vô anh đây anh rảnh rồi anh chở đi. Còn thì có mấy người vòng đi chở đi. Anh vô đây anh cổng anh ra mà đó chứ anh đâu có đi ra được hả? Còn chứ khô em đi ra được. Khô thì em chống nạn em đi ra được. Chứ hiện tại xung quanh là em thấy nước nó ngập mà em lội vô cái đường là coi như ngập tới đầu gối luôn á. Không bây giờ mưa đâu có đi ra được. Đây là cái nơi nấu đồ ăn của anh, đây là cái nhà. Cái này như trong nồi đấy. Cái này hà nào đấy? Em qua anh đem vô. À qua đem vô anh ăn không hết còn lại. Vậy nó hư rồi sao không bỏ đi? Lúc để anh đem về anh cho mấy cái con vịt nuôi ở nhà. Gà vịt rồi. Ăn không hết thì để đó cho người dân người ta cho gà vịt lại ha. Anh đem về anh cũng có nuôi gà nuôi cá thôi. Cái giai đoạn ban đầu mà mình quyết định mình vô những cái nghĩa địa như vậy mình sống á, những khu nhà mồi như vậy mình sống á, mình ở vậy rồi mình sợ không? Dạ. Mình ở vậy mình sợ không? Không. Vô đây ở có ai mà đuổi không? Nhát á.
Người ông á? Dạ có, em mà người ta đuổi anh sao? Dạ, người ta không có đuổi. Mình thấy thấy ha. Thấy nhưng mà anh thấy sao? Dạ. Anh thấy sao? Thấy thì tối ngủ thì lâu lâu người ta đè. À, ta đè. Người ta đứng vòng vòng đây nè. Trời ơi. Là hết chỗ này luôn hả? Ghê trời. Rồi vậy sao dám ở? Đó gì đâu. Cái nghĩa mình không làm gì người ta sao đâu. Không làm gì người ta hết. Mình cũng thấy như vậy, mình cũng niệm Phật ha, mình cũng xin người ta cho ở lại cho mình không có quậy phá gì. Rồi từ dạo đó là còn thấy nữa không? Còn bị đè nữa không? Không, vậy mới có lúc đầu, lúc nó vô thì hay gặp. Còn bây giờ hết. Vậy kiểu như ở vậy người ta cũng biết mình có hoàn cảnh mình cũng khó khăn ha. Có khi mà người yếu quá, mệt mỏi quá, đôi khi nó đâm ra nó mớ à. Chứ không có trực tiếp. Có ngày trước nó vô, nó thấy trực tiếp. Anh này đó giờ là không có vợ con nữa hả? Ừ. Không có. Giờ cái chân như vậy là coi như là không có đi làm gì được luôn. Nghe chị kia nói là lúc trước anh ở bên khu mộ bên kia phải không? Ở bên đây. Trời mưa tạt anh sao? Thì mới đưa qua kia là nó nhỏ, nó ngồi đối diện. À, rồi từ khi mà anh vô hai khu mộ này nở là gia đình đó của hai mộ này có xuống không? Hả? Có xuống hả? Năm nào tao xuống. À. Gần xuống. Nó ngày cúng mộ, ngày cúng mộ người ta xuống. Vậy xuống người ta thấy vậy, người ta có nói gì không? Thì cũng cho mình nở luôn ha. Cái chi phí mà hôm bữa anh điều trị mà anh bó bột cho nó trong bệnh viện là hết khoảng bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu hả? Là coi như là những cái người dân mà ở trong bệnh viện nó thấy hoàn cảnh vậy, người ta quyên góp lại, người ta giúp hết. Trời ơi. Giờ không có gia đình, không có vợ con, không có anh em gì hết. Giờ bị đi công việc hàng ngày thì giờ đi lượm dây chai. Anh bị xe tông là bằng đêm hay bằng ngày? Đêm, tối. À, là anh đi lụm là bằng đêm không á hả? Giờ đó em về rồi, giờ đó em mới bán xong mới đi về. Một ngày mình đi lụm vậy là được nhiêu tiền anh trai? Cũng tùy theo ngày. Ngày nhiều nhất là được nhiêu? Trăm mấy, 200. Trăm mấy, 200 thì giờ nếu mà giờ anh đi làm hồ nó cũng được mấy trăm ngàn ngày, sao anh đi làm ta? Giờ cái công việc đó giờ cảm thấy không có phù hợp với mình nữa hả? Dạ em cũng làm qua rồi. Chèn ép hay sao mà giờ nản? Không, giống như em trải nghiệm như thôi chứ hả? Công việc thì em cũng làm. À. Từ ngày kiếm nhiều lắm là 100 mấy, 200 ngàn. Vừa bữa nào mà cũng không có tiền là nhiêu? Có thì hả? Cũng vài chục cũng có. Vậy là ít nhất là mấy chục ngàn. Chỉ có bữa nào không có không? Đó, cũng không có. Nơi thì không có, nơi kia ít đồ quá, em bán ít đồ quá, cỡ khoảng vài chục ngàn. Vậy đi lụm bằng cái gì? Bằng xe ra, xe hay là đi bộ? Đi bộ. Vậy đi xong rồi mới đem lại dựa cho chai bán. Rồi mới đi về ha, có bữa nào đem gì để dựa? Em thấy có con bao đây nè, là đi dựa đây hay gì? Cái này là cái bao ở nhà để giống như để đựng mấy chai uống nha. Gom lại nhiều lâu lâu rồi mới đem đi bán. Thì mình cái này là mình gom vòng sớm đây á hả? Mình đang cho nước á. À, ở đây cho là nước suối. Thì cho nước suối. Vòng đây giờ là không có đi lụm được, bây giờ vậy là dân đi vòng vòng đây là ta cho cơm ăn, cho nước uống. Rồi khi nào ta cho tiền không? Cũng có. Có cái anh nào đang lội vô kìa. Đó, anh đem cơm rồi chị. Bạn anh hả? À, anh đem cơm. Anh đem cơm, có 9 giờ mấy 10 giờ là anh vô. Là cái anh hàng sớm á ha. Là cái anh này là ngày nào cũng đem cơm vô cho anh đó hả? Ờ. Trước thì không có, nhưng mà
bị lúc trước không có đi, không đi lại được á. Dạ. Rồi mấy nay là anh cái chân anh có cái cảm giác làm sao rồi, nó có tiến triển hơn chưa? Nó co lên, nó không được co lên, nó mỏi. Anh cũng hạn chế cử động ra tại vì nó đang bó bột. Chào anh trai. Phải anh Hòa không? Em gọi anh là hôm á. Như trong thời gian sáng em lên rồi trời mưa quá rồi em đi vô luôn. Ở này giờ là đem cơ cho ảnh á hả? Ở đây nè, anh ở sớm nè. Hên quá bữa nay gặp ảnh rồi, chuyện qua gọi cho ảnh. Ảnh đi chở đồ gì đó. Nay không có hàng. Nay không có hàng hả? Sáng giờ em cũng quên gọi anh hả? Anh là nhà không gần đây luôn hả? Sát bên đây nè, cách đây mấy trăm mét rồi. 300 thước. Giờ cái hoàn cảnh của anh này là anh từ bây giờ nó làm lại nữa. Từ khi mà anh bị là anh chăm sóc tới nhà luôn á hả? Ừ, thì đem cơm cho ổng. Ờ tốt quá trời cô chú chị. Mới lúc cái trận mưa cái ngập lại. À là anh đem cơm vậy là hai hộp, em thấy là cứ sáng cứ chiều luôn á hả? Trưa sáng mai không ăn mì. Dạ. Sáng mai cũng luôn luôn không có rảnh, không nấu mì mà. Dạ. Cơm cho. Dạ. Vì bánh canh thì ăn còn nguyên không? Bánh canh ăn hết rồi. Thịt cá không ăn gì hết. Em ăn nhiều vô cho nó có cái sức khỏe dạ. Mới mau làm cái vết thương mình lại được. Nên anh ăn điểm với anh hả? À dạ. Dạ anh dạ, đi về hả? Chơi chút về. À ở đây nói chuyện. Đó thì anh tin Hòa phải không? Thì ngày qua em có thấy là anh lội lũng bụng dưới nước á. Đây là cái mùa này là nó ngập khoảng tháng nó mới rút. Dạ. Cái này là nó mới ngập đây thôi ha. Đúng rồi. Mới ngập đây chừng tháng. Giữa tháng mưa. Nếu mà lúc trước mà chưa có ngập. Cái lúc trước giữa tháng mưa này nó cũng có ngập lắm đâu. Bây giờ năm nay nó mưa nhiều nó dữ. Nó ngập ở đâu rồi? Em cũng Long An nè. Thấy mấy anh em chia sẻ đó rồi, mấy anh em tới đây cũng chia sẻ. Thấy nhân chia sẻ cái qua gọi gửi cho em đó. Rồi em mới xin vị trí, xin số điện thoại của anh đó. Mà ông bà cô chú xong là trong ngoài nước anh xem thì có hoàn cảnh. Lên bằng xe về không thấy. Dạ em đi xe Honda. Honda ở kia hả? Dạ đậu ngoài đó. Ờ giờ anh ngồi trên đây. Nãy nói anh tên gì anh Hòa? Anh tên Thắng, anh Thắng ha. Thắng. Thì cái hoàn cảnh của anh là không cha không mẹ không có người thân. Thì anh ổng kể vậy đó. Hồi đó ổng đi trai thì tiếp xúc với anh ít nói chuyện lắm. Dạ. Từ ngày anh bị gặp ảnh mới vô ảnh mới nói chuyện nhiều chứ hồi đó hỏi là anh hỏi ông giùm trai hả? Ừ. Nói vậy thôi. Là sao ông đi làm, đi lộn ông mới làm không, tôi xin cho ông đi làm. Nói không biết nữa. Anh gốc rác ở quê ở đâu anh? Hỏi ổng á, ổng nói tôi cũng không biết ổng nói gì. Ba gốc quê gì, mẹ thì miền Tây gì đó. Dạ. Thì nghe anh nói vậy thôi. Thì em thấy ảnh chia sẻ thì ảnh gần như là không có rõ ràng. Ừ. Cái như tấm cho anh hay, ít nói. Mà em thấy ảnh có viết mấy cái cuốn kinh gì đó, anh nói anh viết kinh đó không? Ừ. Ổng đang cho ổng hai cuốn kinh đó, rồi về ổng đọc rồi ổng ngộ ra ổng viết. À, vậy là ngộ tính cũng cao, em thấy là trong đó là có sâu chuỗi rồi nè. Ở đây thôi là có quà cũng tới lui rồi cơm nước cho ảnh chứ mấy bữa nay chắc ảnh bị như vậy đâu có đi ra ngoài kia đâu. Cũng đâu có biết đâu, bữa đó ổng gãi giò cái xe cấp cứu đưa ổng về. Cái sáng mà chiều chứ, chiều hả ông Thắng? Chiều phải không? Chiều ăn cơm á. Cái ghế này nè. Nghĩ sao đóng cỏ vậy đó mà ông xách cái ghế đi tới quán em tỉnh quán em trên đây nè. Quán bán tập quá anh chút. Yeah. Mua sữa. Nó nói sao chân không vậy em nộng. Cái nó thôi vậy thôi ông ở đi tôi đem cơm nước cho ông ăn. Chừng nào lành bệnh tính. À. Gặp thôi, anh. Thôi từ ngày đó giờ đến nay. Hôm nay được nhiêu rồi? Hôm nay như được tháng rồi phải không? Hơn tháng mấy ngày. Tháng mấy ngày gãy cái chương như vậy là lâu lắm. Đúng rồi, chừng hậu mình nhưng phải 3 tháng cắt bộ. Nhưng mà ăn uống rồi đầy đủ thì nó mau. Rồi hôm bữa là bác sĩ có cho thuốc ăn không? Có rồi tới khám này không à, đâu có tiền đâu, rồi tới khám bên này không à. Rồi tới khám này không à, bác sĩ hôm nay chụp là cái xương nó hơi hở. Thì nó cũng có lành nhưng mà sau này nó có sẽ có cái tì.
tốt nhất là đi xuống chợ rẫy cho người ta coi, mà đâu có tiền bạc đâu. Thì ở đây bà con ta cũng thương, ta cho tiền ăn rồi thôi, cho 50-100 đủ ăn đủ mua thuốc để uống thôi. Dạ. Chứ không có tiền tái khám thì không đủ. Thuốc uống giờ còn không anh? Uống giờ hết rồi. Hết rồi mà đi tái khám nãy hỏi anh thì anh nó cũng ông không biết nữa. Mua nữa rồi chắc mai nó lấy to ra ngoài lấy. Dạ. Chỉ giảm đau là thôi. Đúng rồi, canxi với kháng viêm. Đó mình phải đi lên dẫn mình tái khám mình coi cái chỗ của nó là sao. Bác sĩ đây ta kêu là nên lên cho rẫy. Dạ. Mà đâu có tiền đâu. Tái khám này lấy thuốc uống thôi. Nãy là anh được bữa là mùa khô bữa tái khám là tôi xách vô lịch vô đậu rồi đó ổng dẫn không ra. Hôm nay chắc phải lấy to đi lên rảnh lấy thuốc quá. Dạ. Đi nước vậy sao đi. Cổng là người ta một vấn đề á. Không có cổng, không đi được. Dạ không. Có to đó. Hồi lúc trước tài, chưa có gặp thì ảnh đi được. Tay chiều ổng còn tay ổng chống to không đi. Rồi ảnh ở trong cái khu mộ vậy là nước ngập nay là bao lâu rồi anh? Này nước ngập nay chừng 10 ngày đó hả? 10 ngày nay không có chỗ thoát nước hả? Không, nước động, như dân ta cất nhà nhiều quá rồi nó không có đường nước. Dạ. Nó động lại. Chừng 10 bữa à, bữa trước thì còn khô. Dạ. Chắc nay 20 ngày còn khô không ra vô được. Động rồi nó không có thoát. Động rồi chừng 10 ngày. Này chỉ có ngưng mưa. Ngưng mưa cả tuần lễ 10 ngày nó mới khô. Rồi vậy là anh tắm giữa làm sao? Lau hứng nước mưa rồi lau. Hứng nước mưa rồi lấy khăn lau. Anh nghe cái tình hình của bác sĩ nói cái chân của anh như vậy, nếu mà không có tiền để mà lên bệnh viện chợ gãy á, là khả năng phục hồi lại rất là, nó như ngày xưa thì rất là thấp. Anh có lo không? Dạ. Bác sĩ hả? Dạ. Thế không nói gì đâu. Nếu mà người ta kêu chuyển là bệnh viện chợ gãy đâu mà trên đó thì nó hay hơn. Kiểu như bây giờ là anh không có tiền để anh đi tái khám lần á. Nó mấy ông bà ngày nó chơi về rồi. Bây giờ là bác sĩ nói là cái sau này anh có thể là anh có tật á. Là mình có rầu không? Hả? Thì nó tới đâu thì hả? Biết tới đâu rồi chờ. Chứ giờ cũng không có tiền bạc thì cũng không có tính được ha. Hôm bữa cái nam thanh niên nó đụng anh xong rồi nam thanh niên nó dựng xe lên chạy luôn á hả? Thì cũng nghe nói cũng có bắt được nhưng mà thấy người ta cũng ê ơi chú đó nói ổng cũng không dạng như là công nhân rồi người ta cũng cực khổ rồi thôi. Thì nó tông thì nó cũng tông rồi hả, gãy thì nó cũng gãy rồi thôi, mình làm khó làm dễ gì nữa. Bên kia giờ cũng khó khăn ha, bên kia thì người ta cũng dân lao động cũng khó khăn thôi. Ừ, xung quanh đều ngủ quá trời luôn ha. À, nghe cái chị kia nói là lúc trước anh ngủ là không có mùng luôn hả? Có cái mùng kia của em nhưng mà nó lâu rồi nó rách. Chị thấy rách cái chị đốt hết rồi ta lấy mình mới rồi. Xung quanh đây chiếu gói là mình mới. Ở xung quanh đây là cỏ với nó ngặt không, như này là tối xuống là mũi lắm không à? Nãy cả gần 5 giờ là chưa vô mùng. Hồi nãy là em nghe là cái chị hàng xóm chị chia sẻ là nói là có ai giúp anh mướn phòng trọ đó, sao anh không chịu mướn? Có nhầm vòng đây mà hết phòng trọ. Hết phòng trọ rồi. Nghe nói là có ai giúp cho anh một năm đó. Không có. À, trước là người ta vô đây cho người ta đóng trước 2 tháng. Đóng trước 2 tháng. Dạ anh sợ là sau 2 tháng rồi không có tiền trả rồi anh. Không có tiền trả là không có giấy tờ nữa. Không. Bây giờ không có giấy tờ mới khó khăn nè. Bây giờ mình đi mới thuê phòng trọ là phải có giấy tờ để người ta biết. Nhưng mình rồi. Ở đâu. Không sao, vòng vòng đây thì không sao, tại vì khu phố cũng biết mà, khu phố mấy chú khu phố cũng xuống cũng coi. À, cũng thấy hoàn cảnh mình đó hả? Mới bị gãy, mấy chú cũng xuống cũng coi, biết. Hôm bữa mấy chú với chính quyền địa phương ấp rồi cũng có xuống ha. Có giấy tờ rồi thì mình nhập viện bên bệnh viện chợ gãy thì nó dễ hơn, qua bên đó thì người ta thấy hoàn cảnh mình khó khăn, có giấy tờ thì người ta có thể mình xét duyệt, người ta giảm đâu được. Còn này không có giấy tờ cũng hơi căng đó. Không chắc giờ lên là nó nhớ mặt. Lên nhớ mặt luôn rồi á. Nó đâu có gì đâu. Chỉ có mình anh em mà. Rồi tới bữa cơm người ta cho mình ăn thôi. Thấy anh rất là hồn nhiên nha cả nhà. Không có lo nghĩ gì hết á. Không có lo nghĩ gì hết á. Tới đâu tới à?
mình lo nghĩ em có dẹp hơn con thì con nghĩ cuộc sống con qua không con mình. Vậy là hồi lúc trước là chưa có bị tai nạn vậy, đi lượm dây chai là ngày nào xài hết ngày đấy. Không có việc riêng của em. Việc riêng là sao? Là sao? Thay vì anh dành dụm tiền ở trong nhà, dành dụm tiền ở trong nhà băng, thì em lấy tiền đó em mua vật em phóng sanh. Là sao? Là anh mua cá chim rồi anh phóng sanh đó hả? Đúng vậy. Là làm có nhiều tiền? Em, như là em làm được trăm mấy thì ngày ăn của em thì có vài chục à. Còn lại năm chục, còn lại vài chục đó thì mua chim, mua vật đó phóng sanh. Là ngày nào anh cũng mua hay sao? Thì cái đó mình cũng đi dành, mà mình đi dành công đức. À, lâu lâu nó mua phóng sanh một lần. Không, hầu như là ngày nào mình cũng mua. Nói chung là làm. Còn em mốt có mua là tôi đề nghị ông là mua vịt nha, đừng có mua chim. Mua chim mà không tiếp tay là còn không phóng sanh á. Chim mấy con vịt mà bị nuôi nhốt quá. Bây giờ cho em hỏi nè, tại sao á mà mình làm? Nói chung ra mình không có tị con gì hết, mình gặp thấy con gì mình thấy đủ duyên thì mình mua mình phóng. Anh Thắng cho em hỏi nè, tại sao á mình không làm để dành những cái số tiền rồi có thể là tích lũy lâu dần thì mình mua miếng đất mình cất cái nhà mình ở, mà lại là lấy cái số tiền mà để dư lâu lâu dư ra đó là đi mua cá mua chim phóng sanh. Em nói đó thì giống như mình sống thì sống trong nhân quả thì nó chẳng ai biết trước. Bây giờ em cũng vậy, bây giờ nếu mà như ngày đó mà không có ai gặp thì ngày này cũng xanh cỏ rồi. Nói chung cái đời sống thì em thấy nó vô thường. Là mình giờ không suy nghĩ cho bản thân mình. Thay vì người ta giữ cổ thì em hả mua vật em phóng sanh. Anh bây giờ là kiểu như có cái tâm mà để hướng đạo quá vậy. Anh là anh theo đạo nào? Không có đi đạo nào hết. Nói chung ra đạo nào cũng tốt, do tâm của mình. Đạo nào cũng giúp người hướng thiện hết. Mình có cái suy nghĩ là mình làm có nhiều tiền á, mình vừa là mình ăn á, rồi còn em ăn đủ trong ngày. Là mình có cái suy nghĩ mà mua vật phóng sinh như vậy là lâu chưa hay là mới đây? Dạ, mới đây hả? Mới vài năm thôi. Lúc em thấy được cái pháp đó thì em mới phóng sanh. Từ đâu mà mình ngộ ra được cái pháp đó anh Thắng? Có duyên. À. Lúc đầu thì ông anh cùng mẹ thích cha. Rồi ông mất rất là trẻ. Lúc đó em cảm nhận được là ông mới đây ông làm, ông cũng làm có tiền. Rồi xong rồi hả, ông làm mới xây nhà nhưng mà vừa xây xong chưa được ở ngày nào đã mất rồi. Đó cũng là cái duyên. Đời sống do thường, đôi khi mình làm đấy đó nhưng mà số mình không được hưởng thì nó cũng vậy. Giống như ông anh em vậy. Thì cái đó là ông cũng là cái duyên để khơi rồi. Nhưng mà lúc đó là em chưa tính. Lúc đó em vẫn đang còn làm công việc bình thường ở ngoài. Mình có duyên lúc vô đây gặp chị bên đây, chị cho hai cuốn kinh. Lúc đó dài thì chị cũng thấy mình đọc sách á, thì chị cũng đem kinh ra chị cho, vô tình mình đọc được thôi, chị cho mượn rồi mình bén duyên từ dạo đó, chị cho mượn rồi hả, mình đọc cho nhá, mình rồi mà chị thấy vậy chị tặng cuốn, còn cuốn rồi đó. Rồi hồi nãy là thấy anh á là viết vô những cái cuốn tập đó là nói anh viết kinh là anh viết làm sao? Quán chiếu á, cuộc sống dòng ông của mình, cuộc sống xung quanh, cuộc sống đời thường. Là hàng ngày anh có tụng kinh không? Cuộc sống của mình, ngày nào cũng tụng. À, ngày nào cũng tụng á. Rồi anh biết vô những cái đó là anh ngộ ra từ hai cái cuốn kinh đó, hai cuốn kinh của chị gái cho. Nói chung ra, phải đúng vậy. Nói chung ra một cuốn là nhớ là
một cuốn pháp pháp việt pháp việt 12 vậy đó. Việt cuốn pháp. Kinh đó là cuốn kinh gì anh Thắng? Kinh Phật. Kinh Phật là dạy về cái pháp môn nào anh Thắng có biết không? Em nhớ là cái gì diệt khổ 12 đường à. Em có nhớ mày mại tại vì nó cũng lâu lắm, 3 năm mấy. Rồi anh Thắng nói là mình đọc quyển kinh đó rồi mình mới ngộ ra, rồi thêm trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, xong rồi mình mới viết vô cái những quyển tập đó. Rồi anh Thắng có thể là em mới thấy được cái pháp à, thấy được cái pháp quán chiếu, mà bắt đầu em mới theo cái pháp đó mà em quán chiếu cuộc sống xung quanh, đời sống của mình bình thường, cuộc sống xung quanh, cuộc sống ở thế giới, cuộc sống ở quán chiếu kiểu như là mình ứng nghiệm vô cái cuộc sống hàng ngày, phải không? Đúng không Thanh? Đúng vậy. Như anh nhìn thấy cây thì anh có thể thấy được gốc, thấy được lá, thấy được nhánh, thấy được cái sự là nó tái sinh của nó, sự sống của nó. Rồi từ đó liên kết nói hả, cây thì có chim, có đất, có trời, có mây. Có nghĩa là anh đọc được cái cuốn kinh đó cũng có thể quán chiếu được hết. Nếu mà mình quán chiếu quen rồi thì hả, mình nhìn một chiếc lá mình cũng có thể quán chiếu cả nguyên cả trái đất này. À. Hoặc là nguyên cả vũ trụ. Rồi anh Thắng có thể là chia sẻ những đại cái gì là như thế. Những cái gì mà anh Thắng có thể là chiêm nghiệm được trong cái cuốn kinh đó, thì anh Thắng ứng dụng với cuộc sống của mình là chia sẻ cho tụi em biết được không? Nói chung ra em thì nó vậy, em đang hành thôi. Em đang hành theo nó thôi. À, mình giờ mình cũng đang hành thôi chứ cũng chưa phải là một cái người mà thông suốt hết trong cái quyển kinh đó ha. Giống duyên thì đủ duyên thì mình viết ra. À. Viết ra rồi hả, bây giờ mình thực hành theo nó. Lấy cái nền tảng đó để mình thực hành. Anh có thể là đọc cho em tụi em nghe được không? Nghe được. Nhưng mà hả, khi mới nghe hơi sợ. À, lý do nào sợ anh? Lôi khi tâm mình nó lúc nào cũng vậy. Tâm mình lúc nào hả, lúc nào nó cũng vướng. Nó vướng đủ thứ. Rồi bây giờ giống như là hả, mình thấy sự thật thì hả, lúc nào mình hả, mình cũng hả, gặp sự thật thì hả, lúc nào mình cũng có cái tâm. Dạ. Yeah. Giống như người xấu hả, gặp cảnh sát vậy, lúc nào cũng có tâm nôn nóng, cái tâm lo lắng một tí xíu. Thì giống như con người mình lúc chưa có thấy pháp thì bây giờ thấy được pháp thì hả, nó sẽ có được cái tâm nó như thế. Yeah. Nhưng từ từ rồi hả, mình hả, quen rồi thì mình mới tới cái tiếp. Nó nhiều lắm. Hay là em đọc cái đọc một đoạn á, đọc nhân quả ở thế giới hay là nhân quả ở cái nào cũng được, hay là nhân quả luân hồi, cái nào cũng được hết. Anh đọc một đoạn nữa. Giờ đọc thì cũng không biết đọc cái gì. Bây giờ tùy theo cái khổ của chúng sanh. Cái nào mình cảm nhận giống thực tế cuộc sống mình đâu. Đúng rồi, anh Hòa nói đúng rồi đấy. Bây giờ là anh sống của anh tình trạng như cái gì rồi cái nội tâm của anh xuất phát như thế nào thì cái này là tất cả nội tâm của em. Nói chung là tất cả nội tâm của em nằm trong đây. À. Rồi bây giờ là anh ở đây, kiểu như là sư Minh Tệ luôn rồi đó. Ở nghĩa địa là. Để em đọc nhưng mà luân hồi cũng được. Nhưng mà luân hồi thì ngày hôm qua em có đọc rồi. Dạ. Yeah. Chữ tình một cái cuốn tập như vậy mà anh viết ra là bích hết luôn cuốn tập mà viết là em thấy là như là 5 cuốn không? Đọc kinh xong rồi đọc chiêm nghiệm ra. Thời gian đi ha. À rồi anh đọc đi. Mà cái này nó cũng đang cái này nó cũng đang xảy ra nè. Đang xảy ra tại này. Tại đâu? Không, cái này em quán chiếu cả
cả hết thảy chứ không có chung ở đâu, nói chung ra cả thế giới. Chứ nói mà về một nước một tỉnh thì không có, quán chiếu cả thế giới mà. Như Lai ngự tại Linh Sơn, nhìn thấy những quả rải đầy trần gian, nhưng lành Phật chẳng thấy bao, nhưng nghiệp xấu ác cao hơn ngũ hành. Quả kia cao tận trời xanh, Thái Sơn nhìn thấy mà lòng xót xa. Phật ngồi tọa giữa sen đài, thấy trần gian khổ lệ tuôn thành dòng, thấy nghiệp kia đã sắp đầy, quả khổ sẽ đến một ngày không xa. Cộng thêm tham của muôn loài, nhân duyên hội đủ quả này sanh ra. Quả này chẳng của riêng ai, trần gian hết phải chịu chung quả này. Nhưng quả chẳng ở đâu xa, hiện ngay trước mắt nhân gian tỏ tường. Vì thương cuộc sống vô thường, sát sanh hại mạng mà nuôi thân mình. Si mê vật chất ở đời, đuổi theo công nghệ như là thiêu thân, chạy mãi chẳng có điểm dừng, đến khi có được xác thân hao mòn. Si mê món mới mỗi ngày, luôn tìm thịt mới muôn loài để ăn. Thịt nhà quen lắm cũng thường, vác đồ lên núi để săn thú rừng, làm cho muôn vật lầm than, muôn loài hoảng sợ kêu vang cả rừng. Sát sanh hại mạng không ngừng, uyên ương ly tán chẳng nơi để về. Vật kia sợ hãi rùng mình, thân thì run rẩy máu văng khắp sàn. Án hận khắp chốn dương gian, phân thay muôn hướng biết đâu mà tìm. Quả nay hiện rõ liền kề, virus hiện rõ ra nhân quả này. Sống trong lo sợ từng ngày, vợ chồng ly tán con xa mẹ hiền. Đường về muôn lối trăm đường, quả sanh virus chẳng cho ai về. Xác nằm la liệt tứ phương, nhiều như xẻ thịt phơi khô ăn dần. Lúc sống chẳng biết nơi nào, chết đi chẳng được người thân mang về. Là mùa Covid mới đó. À, cái này là em thấy là như là còn, như là thơ anh đọc vẫn còn. Vẫn còn nữa. Là anh chỉ đọc mấy chữ rồi bắt đầu là anh nhớ anh đọc được hết luôn, không cần phải dòm những chữ. À, trong năm cái cuốn kinh của anh là hiện tại bây giờ là bao nhiêu cái bài kinh Phật ở trong đó? À, có bài này có một cuốn này, tại vì em ngưng tháng là như là cái này là trong kinh đâu có nói vậy đâu, phải không? Cái này là tự thắng làm đâu thôi, chứ trong kinh đâu, những kinh là ta chỉ giảng về đạo, kinh ta giảng về đạo về pháp. Cuốn này như ông tự, còn em muốn là hả, tự rút quán xuyến là thôi. Em muốn nó thực tế, nó gần gũi với, nó gần gũi với đời sống mình hơn. Vậy mà có những kinh là đâu có, em cũng chuyển từ cái kinh đó, nhưng mà em chuyển về thực tế hơn, giống như ai cũng có thể sử dụng và ai cũng có thể hiểu được. Chỉ cần mình đọc là ai cũng có thể hiểu được, người không biết chữ cũng có thể hiểu được, thì cái pháp đó người ta mới thật dễ thực hành được. Còn đọc kinh là nhiều khi nói khi người ta không hiểu, người ta hiểu kinh, đúng rồi, người ta hiểu kinh người ta mới hiểu, người bình thường người ta không hiểu. Còn em cũng từ cái kinh đó mà em quán chiếu, từ cái kinh đó mà nghe rồi em hả, em chuyển nó gần tới nhất với người bình thường, để ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể đọc, ai cũng có thể thực hành được. Ngày xưa là anh Thắng học lớp mấy nha? Em chưa học hết lớp 8. Chưa học hết lớp 8 mà nghe những cái bài kinh của Phật, rồi anh Thắng chiêm nghiệm với cuộc sống hàng ngày, rồi anh ứng dụng. Anh chỉ đọc cuốn sách đó. Đọc cái cuốn sách đó là cuốn sách đó nó dạy nãy đó, dạy diệt 12 cái khổ, em cũng không nhớ rõ cái tên là diệt nào, có đạo Phật đó mà diệt 12 đường khổ gì. Diệt 12 đường khổ, xong rồi bắt đầu nó... Cái tên thì em không biết chính xác, nhưng mà nó đại khái vậy. Ngay cái ý nó là vậy. Nhưng mà anh lại sáng tác ra những cái bài mà... kiểu như là những cái bài thơ về bên Phật Pháp.
là do anh tự sáng tác ra luôn. Anh là đó giờ anh có suy nghĩ là mình sẽ đi đi tu không? Tại vì em thấy anh hầu như cũng có duyên với cửa Phật phải không? Em có còn lúc trước thì còn ghé nhưng mà em thấy là không hợp. Không, anh ghé vô đâu? Anh ghé vô chùa anh xin tu hay sao? Đi em đi đi lụm rồi em nghỉ ngơi rồi em cũng ghé vô em nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi em không có vô chùa nhưng mà em cũng ngồi công viên chùa. Rồi nghỉ ngơi rồi đi. Nhưng mà em quan sát thì em thấy là, nhưng mà nói ra thì không được, nhưng mà quan sát thấy là, mà em nghĩ là tu thì tùy theo tâm thôi. Nếu tâm mình có thì cũng có rồi. Mình cho mấy câu giống như là, nói chung là mình có tâm với Phật rồi là mình tu ở đâu vẫn gọi là tu ha, không nhất thiết phải vào chùa. Nói chung bây giờ anh cũng có đi vào chùa nghỉ ngơi, nhưng mà mình thấy là mình không phù hợp và ở trong chùa. Anh có thể là anh trong đầu anh á, anh có thể là anh, có lúc nào mà anh suy nghĩ là mình đi tu như tu tại gia hoặc là như là đi tu như sư Minh Tệ không? Ha, là tu kiếm những cái cốc nào đó đó, tu hành như những vị cư sĩ khác. Mình chỉ là ngộ đạo thôi, cái tấm lòng là như là đi làm. Em không tu nhưng mà em không tu theo kiểu của mỗi người có mỗi cách tu riêng. Trong pháp tu em nghĩ là em quán chiếu được, trong pháp tu nó có rất nhiều pháp tu chứ không phải là một cách tu. Tu trong chùa cũng là một tu, nhà cũng là một pháp. Mỗi pháp tu nó đều có một pháp riêng hết. Nó không có pháp nào giống pháp nào. Nói chung ra mình tu là mình chịu, người ta nhìn chung đại khái thôi. Nhưng mà trong mỗi pháp tu, mỗi pháp hành của mỗi người tu, người ta đều có một cách tu khác nhau. Nói chung bây giờ là mình chỉ ngộ ra là cho riêng mình, rồi viết những cái bài như anh vừa đọc, rồi đi làm thì giờ tiền là không có để dư, mà cái số nào dư ra là lại đi mua chim, mua cá, đồ bốc xanh. Cũng có lo, cũng đầy đủ cuộc sống của em. Rồi có bao giờ mà anh đi gặp những người có hoàn cảnh như anh hiện tại giờ này? Anh em cũng bố thí cho người ta luôn. Cũng bố thí cho người ta luôn. Không phải bố thí, giống như mình tặng người ta 10.000, 20.000 như người ta uống nước. Người ta uống nước, đỡ khát nước vậy thôi. Nói chung nếu mà nói về nhân quả thì thực sự ra giờ anh là tay trắng. Nhưng mà cái nhân quả anh đã có rồi đó, anh đã được anh Hòa nè. Giờ đã cu mang bảo trợ anh à. Đó là cái gì? Cái duyên đó. Anh gieo, anh gieo nhân á, thì hồi xưa giờ anh gieo rất là nhiều. Thì bây giờ anh cũng đã được nhận lại rồi đó. Giờ tụi em cũng chúc anh sức khỏe ha. Cũng thông qua cái clip này đó, cũng có nhiều người là được biết tới anh Thắng. Cái hoàn cảnh rất là khó khăn, giờ bị xe tông á, giờ ở trong cái nhà mồ như thế này là có đúng gì. Thì tiền bạc thì cũng có thể cũng được anh Hòa, cái người nói chung là có cái tấm lòng tốt, là cũng cu mang ảnh. Hôm nay được hôm nay tháng ha anh Hòa? Tháng mấy ngày thì em cũng mong quý cô chú chị mình xem được cái thước phim của anh em truyền tải lên, có thể là ủng hộ giúp cho anh Thắng chút đỉnh để anh Thắng đi tái khám, xem cái chân giò thế nào, mua thuốc đủ, có thể là giúp cho anh Thắng được cái cuộc sống về sau nó đỡ vất vả hơn xíu cô chú anh chị. Thì clip tới đây cũng kết thúc. Em xin chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị vào clip sau.